Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình đang ở sân bay Tân Sơn Nhất nha cả nhà. Thì nói chung thì buồn vì năm nay không được về quê ăn Tết. Không được về quê ăn Tết nha cả nhà, do tình hình dịch bệnh đó thì mình cũng ngại về quê. Đây là hôm nay ra chỗ Vietnam Airlines nè để hoàn trả lại cái vé. Nói chung thì thủ tục hoàn trả vé lại thì nó cũng nhanh thôi, nhưng mà mình không lấy được tiền, mình không lấy được tiền liền, mà bên chỗ Vietnam Airlines sẽ làm cho mình một cái voucher là khoảng 1 năm, thì cái giá trị đó là khoảng 110%. Là nếu trong quá trình mình trong 1 năm đó mình mua thì bạn có vôn chờ bạn có số tiền của mình đó nghe cả nhà. Còn không á thì bắt buộc là 3 tháng sau, tức là mình cứ lấy được tiền 3 tháng sau thì mình tới các cái quầy giao dịch đó để mình nhận tiền. Còn những anh chị cô chú nào mà làm online á thì bắt buộc là mình phải kê khai online nha cả nhà. Đó, thì 1 năm đáng là cũng là mình cũng rất buồn. Vì nói chung là gia đình mình nó chuẩn bị vé máy bay là cũng đã lâu rồi cả nhà ơi. Vé máy bay về quê ăn Tết năm nào cũng vậy kia. Dù đi đâu làm gì thì cũng cuối năm là cũng phải sắp xếp về quê. Rất đắn đo luôn các cô chú anh chị. Rất đắn đo. Vì cũng không muốn là bây giờ mình về quê lúc này thì sợ là nhiều lúc bây giờ tình hình ra sân bay rồi đó cả nhà. Cũng ngại lắm. Cái lượng mà sáng nay đó cả nhà, mà bà con mà đi trả vé lại đó, trời ơi đông ngạt luôn á. Ngồi trong phòng vé là 5-60 người á, mà đa số là những cô chú là đi trả vé lại hết á, ở Sài Gòn đó nha. Bởi vì ai cũng ngại hết. Thì ngày hôm qua thì mình thấy có cái thông tin là ra Bình Dương á, chị em Bình Dương người ta cũng bà con cũng trả vé tàu rồi. Nói chung là tình hình thì bà con Sài Gòn á cũng ngại về quê lắm. Hôm nay ăn Tết Sài Gòn, gia đình mình á thì mình vô Sài Gòn 16 năm á, nói chung là mình ăn Tết 16 năm nha cả nhà, nhưng mà mình mới chỉ ăn Tết Sài Gòn một lần duy nhất á. Là nên là năm nay lại ăn Tết Sài Gòn buồn. Gia đình chuẩn bị nè, đặc biệt là các con của mình đó nôn nao lắm, các con nôn nao rồi nói về thăm nội thăm ngoại buồn lắm đó nha. Nhưng mà bây giờ cũng cố gắng, chắc là em nghĩ là cũng rất nhiều anh chị cô chú cũng giống như trường hợp của em, bây giờ là không thể nào về quê. Đây đường Sài Gòn này. Bởi vì sao nhà mình ở cũng dưới cái đường bay sân bay Tân Sơn Nhất đó nha, nên là mình biết cái đường mà máy bay mà nếu mà cắt cánh mà hạ cánh đấy số lượng rất nhiều. Năm vừa rồi tầm này đó, tầm này là hôm nay là ngày 21, 22 âm lịch đó, tức là ngày
mua vé máy bay ấy, cũng canh ngày nha cả nhà, chờ hết vé bay rồi về. Bây giờ là về, giờ bắt đầu là đổi lại cái tâm trạng hồi sáng, tâm trạng là khi sáng mình xuống mình đi đó cả nhà, nó buồn, cảm giác nó buồn lắm, nó không có vui đi trả vé máy bay, nó không vui. Nhưng giờ biết sao, Sài Gòn thì phố chia sẻ những hình ảnh về Sài Gòn từ Cộng Hòa này, những ngày cuối năm, những ngày giáp Tết, và cũng chia sẻ cho cái nhà về việc là mình đổi lại cái máy bay rồi với một cái tâm trạng là rất là buồn. Một năm cứ được về quê hương một lần mà, một năm về quê hương bởi vì ông bà cha mẹ rồi anh chị em là đều ở ngoài quê hết, bà con ở quê, đa số là bà con ở ngoài quê hết. Mỗi lần mà cái Tết quê hương đó nha, Tết xung vầy đầy ý nghĩa hơn. Bây giờ nói chung thôi, giống như là mình trả lời vé máy bay á, mà mình đi á thì mình cũng không dám đi, bởi vì ra sân bay lúc này á thì cũng ngại nha cái nhà, cũng ngại lắm. Đây là cầu vượt quần qua thóm nha cái nhà, cầu vượt quần qua thóm, anh đi lên cầu vượt quần qua thóm. Thank you.
qua bà con cũng đã bán rồi nè, thấy không? Dưới bên này nè. Hôm qua cũng đã trưng bày rồi. Đi qua đường nè. Công kỳ đông bí nha cả nhà.
anh chị nha, chúc các cô chú anh chị luôn mạnh khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong các video.